Ok, hello mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với tựa game chú dê đần nha. Đây, hôm nay mình sẽ cho chú dê của mình ăn mặc theo phong cách anh nông dân. Có cái nón lá, này, ba lô và đôi giày kiểu vùng quê á. Và dưới hình như vừa có vụ tai nạn kìa. Ui, ba đá bê tông không có đứng lên kìa. Và ở đây mình có tìm thấy một căn nhà, đó đề là Joy Back Sale, có nghĩa là hãy đến với cái tiệm bán bánh à. Ồ, đây có cái event Friendly New Neighbor. Bây giờ nó kêu mình là hãy ăn một cái, lấy một cái cupcake. Là cupcake nữa. Oh no. Cái gì vậy? Cái ghê quá vậy. Ôi mấy con này hình như giống như cái trong trong cái phim gì nè. Ui sao để mình tấn công vô đây. Wow, càng đấy. Ôi trời ơi, hay là mình sẽ đi vòng ra đằng sau căn nhà đi. Mình nghĩ là mình sẽ trang bị khẩu pháo của mình đi. Đó, sẽ bắn vô tấn công mấy người ở trong. Mình đã hạ được vài người rồi. Vâng, ô mình đã hạ được hết rồi nè. Và có một cái mặt nạ da người kìa, nhìn kinh dị quá vậy. Đây này. Ui, Nancy Faye, khuôn mặt của Nancy. Ui, nhìn dị quá. Thôi, không có đổi này đâu. Mình sẽ đổi lại cái này đi. Thấy ghê quá. Ô, ở đây có cái server nè. Mình không phá được à? À, không được. Mà hình như bên đây nó vừa cũng mở cửa bên này nè. Ê, à, mình bị giật điện rồi. What? Đây là cái gì nè? Đây là cái nơi mà nó tập giết đánh con người à. Nó bắn tia laser vô mặt con người. Ô, mình nghĩ là cái Nancy Faye này nó sẽ đây, dùng F để bắn laser. Để mình cất cái này đi. Đâu lên cái này. Đúng rồi nè. Bắn. Khuôn mặt này có thể bắn tia laser được. Thôi, tuy nó hơi kinh dị nhưng mà nó khá là mạnh đó, thì mình sẽ sử dụng cái này luôn. Ở đây có gì không? Ở đây thì để xe. Không có gì. Lái xe đi. Ủa sao nó không mở cửa vậy? Nó khóa cửa luôn rồi, nó nhốt mình trong này rồi. Bây giờ thì lại mở cửa. Ô. Rồi. Ngay đây mình thấy cũng có cái nhiệm vụ gì nữa. Mình sẽ qua luôn đi, đây khá là gần nè. Ta sẽ lái xe qua. Đây là một chiếc xe đua. Sẽ bay xuống. Ồ, hình như là cái nhà này à. Ồ, nhà này có nó có cái gì vậy? Ông này chơi bóng rổ à? Đâu, chơi tập cho chạy bộ đi. Ôi, giăng tiêu luôn. Sẽ leo lên đột nhập từ trên này thử. Mọi người đang làm gì trên này nhỉ? Hello. What you doing? Phá hủy chỗ này luôn. Hỏi không ai trả lời. Chả có gì trên này. Thế thôi, để đi ra. Này thì không có đường vô. Đây là nhìn giống logo của IKEA. Này cũng không mở được luôn. Trên này có gì không? Chả có gì. Thôi mình sẽ qua cái chỗ làm nhiệm vụ thử. Đây là căn nhà này. Nhiệm vụ này có tên là Sweden Assemble. Này đúng rồi, nhìn giống IKEA nhờ. Fan Builder. Giờ mình phải giúp ông này xây dựng một cái gì á. Sweden là gì ta? Giờ mình phải đi kiếm đồ. Trong này có gì không? Hình như là phải đây, lôi cái này vô trong.
đúng không? Không phải à? Đây là cái này. Đó, cho ông đó. Ơ kìa, ông lấy à? Quyết định là... Nhớ là Thụy Điển mà. Ồ, thế là mình phải đập cái này ra. Làm sao để build? Sẽ đập cái này ra hết đi, rồi đem vô cho ổng. Và ổng muốn làm gì thì làm. Đây, hai bánh gỗ nữa. Ôi, cái cửa nó gãy luôn rồi. Ở đây. Ê, cái này nữa. Cái này. This one. What? Đang xây dựng cái gì nhìn dĩ vậy? Ở đây có một cái nữa nè. Đem vô. Yeah. Cái gì vậy trời? Mình phải đi tìm thêm mấy cái nguyên liệu. À đây. Rồi. Ồ, xong rồi nữa. À, đây là cánh cổng tele những người Thụy Điển tới rồi. Rồi, bây giờ mình chui thử xem nó sẽ cho mình đi đâu. Ở đây là ở đâu nhỉ? Cánh cửa này mở được này. Này giống như cái nhà kho. Biết nó có cất giấu gì trong này không nhờ. Ồ, có vẻ mình đã thấy đây rồi. Có một cái cái này. Đây. Cái này cái gì đây? Con vịt à. Này bắn mấy con vịt ra à. À, mấy cái con mà giống như mấy bạn hay thấy mấy con gà mà bóp bóp xong nó la la lên nè. Bây giờ mình sẽ chạy qua bên kia. Ê à. Giờ mình sẽ thoát ra khỏi chỗ này. Ồ, điện trên núi, trên cao có một cái dinh thự nữa. Wow. Ở đây có mấy cái xe bằng vàng nữa nữa. Xịn quá, giờ mình lái được không? Wow, có thể lái luôn nè. Đây là Snurt Vajor. Là khu của ông tên là Snurt. Free Energy, năng lượng sạch. Có cánh quạt này mà. Là quạt gió là năng lượng sạch đây à. Giờ mình cần phải active là kích hoạt mấy cái cối xay gió. Làm sao để kích hoạt? What? Leo lên xem thử xem. Hình như là nó cực pin. Bên kia có mấy cục pin gan gắn trên mấy cái màu đỏ kìa. Giờ mình phải đi tìm pin nè. Không thấy cục nào hết. Hay là mình đi ăn cắp pin được không nhỉ? Để mình chạy qua anh kia xem. Thử ăn cắp pin coi được không. Leo lên. Có cái ong trên này nè. Liếm. Không được à. À đây nè. Mình có thể ăn cắp pin. Chạy thôi. Ây à. Ôi cục pin gì mà to kinh khủng luôn. Super power. Rồi, mình sẽ gắn vô trên này. Đây, đã kích hoạt được cái quạt này rồi. Nó có đánh mình đi không? Không sao à. Thì mình sẽ qua bên kia ăn cắp thêm một cục nữa.
Rồi, ok, sắp tới rồi. Rồi, gắn vô. Đã kích hoạt xong hai cái quạt. Ui, gì vậy? Ô, nó bay lên luôn rồi. Ảo vậy? Là complete rồi, hoàn thành rồi. Năng lượng sạch. Wow. Ảo ma vậy? Thêm vô. Ôi, cái nhà cũng mở cửa rồi nữa. Wow, có cái súng à. What? The trigger. Bấm F để kích hoạt. Không biết cái này làm. Oh, Britain. Chào mừng ngài Snod. À, cái này giống như là Elon Musk nè. Có cái hình Twitter nữa. Snod là ghi là của từ Musk á, nhưng mà để tránh bị bản quyền nên ta ghi là Snod. Wow, đây có dấu hiệu. Ủa, cái gì vậy? Mình giữ kích hoạt gì vậy? Bức tiêu luôn. Mình lỡ bấm trúng cái nút gì rồi. What? Oh no. Mất tiêu căn nhà rồi. Dưới này có gì không? Cái này là gì đây? Ủa. Mình teleport lại cái căn nhà này. Wow. Như căn nhà hồi nãy là nó phía trên kia kìa. Nếu mình bấm lại thì sao nhỉ? Thì nó dùng bấm này nè. Ui, đường này thì nó biến mất luôn. Mình đang đứng giữa không trung. Sao mình quay lại chỗ này rồi? Đây là nhà máy chuối nữa. Nếu mình bấm nữa thì sao nhỉ? Mình lại đứng chơ vơ giữa không trung rồi. Sao nó vẫn thả mình ở đây nè. Và cái nhà đó mất tiêu luôn. Kìa. Ok, mình đang đi tới một cái địa điểm. Cái nhiệm vụ tên khá là hay. Đây, ui, nó rặn rào trắng quá trời luôn. Không có gì để loot ở đây. Nó tên là End of the World. Có phải là ngày tàn của thế giới không? Wow, căn nhà gì trang bị kiên cố đấy nhờ. Giống như là sắp tới tận thế hay là đại dịch zombie gì á. Ui, đóng cửa hết trơn luôn. Rào trắng hết. Wow. Bây giờ grab the bunker. Giờ mình phải đi vô cái kiếm cái bunker. Ui, trên nóc nhà có cái gì kìa. Sao nó leo lên nhỉ? Phải tìm cái bunker để có một cái đồ rất là quan trọng. Sao nó leo lên nhỉ? Trên này có gì nhỉ? Và trên này không có gì hết. Kia kìa, bunker này. Chui xuống này à? Hay là mở cái này? Nghĩa là chui xuống dưới này đấy. Nhưng mà có chui được đâu. Mình cần phải biến nhỏ lại. Đây, mình sẽ biến thành Steve thử. Không vô được. Để mình tìm cách chui vô đây. Ok, bây giờ mình đã biết cách để đi vào trong này rồi. Đầu tiên là chúng ta cần phải lấy một cái bình sữa. Đây, bỏ trong này cái hộp sữa nè. Ở đây. Đó, chúng ta sẽ cần cái bánh mì. Bánh mì thì nó sẽ nằm ở đây này. Cái này là cái barrel. Đây. Bread, bánh mì. Để bỏ vô đây. Đấy. Rồi, bây giờ mình có thể nhảy xuống. Wow, đây là cái bunker này. Có cái ông đang ngồi ở đây. Sao mấy ông này giống nhau vậy? Đây là cuộn giấy vệ sinh nè. What the hell? Đúng rồi, cuộn giấy vệ sinh.
Rồi ở đây còn gì không? Quá, có một cái nút màu đỏ. Nhìn nó khá là nguy hiểm đó. Nó ghi là chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp. Lấy cây búa đập cái kiến rồi. Kẹt rồi. Đó, giờ mình sẽ bấm vô. Wow, cái xe xịn quá vậy. Đâu để mình chạy lên trên coi thử coi. Sẽ đi lên và sẽ chạy ra cái gara. Chắc là cái này này. Đây. What? Đỉnh không hết. Xe này xịn nhờ. Xe trong chiến đấu với zombie. Xe này mạnh dữ. Ôi, sao cái nước nó đẩy mình lên luôn. Đây, sẽ chạy tông thử cái xe đằng trước. Hiu. Piu. Ây da. Lật xe rồi. Wow. Ok, lâu lắm rồi chúng ta mới quay lại trong cái Gold Tower này. Và mình đã đủ điểm để mở tiếp cái sở thích tiếp theo rồi nữa. Đây, sẽ nhận phần thưởng. Xem lần này là gì đây. Đây, chúng ta đã mở thêm được một sở thích nữa. Hình như là mình mở thêm được một cái nữa đó. Wow, có nguyên một cái ngai vàng. Không phải ngai vàng mà, nhưng mà nhìn nó ngầu. Và chúng ta đúng rồi, chúng ta có thể bỏ thêm được sở thích nữa. Đây là chúng ta chỉ còn đúng một sở thích nữa thôi là có thể mở được. Ở đâu còn hai cái, hình như cái ở giữa nữa. Wow, có hai cái tượng và một cái công tắc gì đó nhìn khá là sus. Ồ, có cái bàn DJ nữa. Đỉnh vậy. Giờ mở khóa được cái phòng bí mật. Đấy như phòng chơi game mà. Có cái thiết kế giống kính thực tế ảo á. Bây giờ mình sẽ đi lên. Wow, đây là người hầu của mình rồi. Mình có thể tông nó không? Được luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ lên chỗ cái ngai vàng thử xem nó như thế nào. Đây là bữa cái ghế nhựa Việt Nam đó đổi thành cái ngai vàng rồi. Mình sẽ ngồi lên luôn. Đây, nữ hoàng dê rồi. Mình có cái mặt nạ nữa. Bấm F để triệu hồi biệt đội rồi. Để mình bỏ cái này cái đi. À, biệt đội từ trên trời rơi xuống này. Mau lắm. Ôi. Ảo gì? Tục gì? Đây là có bàn DJ. Ok. Đây hình như là cái phòng này nè. Đây là cái cây cái đậu nói nè, không biết rồi. Nó không phát triển được. Ui, ở đây giống cái hùng me à. Gì? Ý kiến gì? Tông luôn. Tự nhiên có một ngôi mộ ở đây à, nhìn ghê quá vậy. Đây là phòng chơi game nè. Đây là VR headset, là kính thực tế ảo. What the heck? Nhìn dị quá vậy. Thôi, sẽ đổi cái này đi cho nó ngầu. Rồi. Và cái công tắc, bây giờ mình sẽ đi tìm thử cái công tắc xem. Ở đây có cái ông bù nhìn nữa. Như mấy cái nhiệm vụ mà mình mở rồi thì nó làm xong rồi nó sẽ để ở chỗ này. Ở đây mình có thể thay đổi trang trí nè. Trời, hang dê mắc cửi vậy. Mình sẽ để cái này đi. À, công tắc bên kia kìa. Mình chạy qua xem thử. Sẵn coi đây nó có gì. À, ông Swen nhiệm vụ hồi nãy mình vừa mới làm nữa. Trong đây chắc còn cái gì nữa đó, nhưng mà tại mình chưa mở. Đây là cái huy hiệu của Got Talent nè. Rồi, mình sẽ kích hoạt thử cái này. À, này đổi đèn thôi, cũng chả có gì hết á. Thôi. Thì ok,
thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây ha. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ lại cho mình một like, subscribe và comment bên dưới nha. Ok, bye mọi người.